Tướng thế nào? Lớn to cái đầu rồi mà vẫn sợ ma. Mày nói ai sợ ma? Nhìn tướng tao to cái này, tình mệnh ma không sợ tao thôi, tao sợ ma. Ê, cái đồ sợ ma. Mày nói ai sợ ma? Hả? Mày nói ai sợ ma cơ? Tao trông này mày mà kêu tao sợ ma, mày nghĩ gì vậy? À, nhìn à, tao to. Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nó dám bảo tôi sợ ma. Chà. Tình mệnh trong khi người vẹn vỡ đồ con này ma mủng gì? Thế bây giờ thằng Tiên có sợ ma không? Không. Không sợ ma đúng không? Chọc con nít được rồi, thế bây giờ để... Nếu mà không sợ ma thì có dám thực hiện cái thử thách đấy là ngủ qua đêm ở trong nhà hoang không? Dạ. Trời ơi, chọc con nít. Vậy là dám nhận thử thách là ngủ qua đêm trong nhà hoang đúng không? Chấp nhận thử thách luôn. Ok, vậy là chiều nay 5 giờ ba thằng mình sẽ tới nhà hoang ở. Thì thằng nào mà sợ ma mà về trước là thằng đấy thua và sẽ... Phải đưa cho hai người còn lại mỗi người 500.000 chơi không? Trời ơi, okay. Cái trò này. Thì đi. Nhớ nha, 5 giờ chiều nha, không thằng okay. Không có mặt nha. Ok. Ok, hello, xin chào tất cả bạn nha. Mình là Trường Quân TQ chứ phải đây thì như anh em có thể vừa thấy đấy là bọn mình có một cuộc hẹn đấy là 5 giờ chiều nay sẽ thực hiện cái thử thách đấy là gọi là ngủ qua đêm ở trong căn nhà hoang đấy. Thì anh em có thể biết là nhà hoang thì rất thường hay có ma đấy. Thì bây giờ mình nghĩ là một cái ý tưởng này đấy là mình sẽ cho ăn hù ma thanh niên rùa ngáo các bạn ạ. Nhưng mà một mình thì không đủ. Cho nên mình sẽ cố gắng mình rủ thằng Tuân Trẻ Châu xem thử Tuân Trẻ Châu có giúp mình cho ăn thanh niên rùa ngáo không. Thì chiều nay 5 giờ bọn mình sẽ tập hợp và ngủ qua đêm ở trong nhà hoang. Thì trong cái lúc ban đêm đấy thì mình sẽ tiến hành cái kế hoạch đấy để cho ăn thanh niên rùa ngáo, cho ăn hù ma thanh niên rùa ngáo nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua mình rủ Tuân Trẻ Châu. Ok các bạn ơi, như vậy là mình vừa mới rủ được thằng Tuân Trẻ Châu qua đây rồi. Sao? Bây giờ có kết hợp với để tao chon rùa ngáo không? Chon hù ma rùa ngáo tối nay là đi thử thách ngủ qua đêm ở nhà hoang này cùng tao chon phụ tao chon rùa ngáo luôn. Không, tao không chon sư phụ rùa ngáo của tao đâu. Mày đừng nghĩ 500.000 có thể mua được tình cảm sư phụ rùa ngáo với tao nhá. Ok, đi luôn. Ok. Bước 2 thì mình sẽ bắt đầu dằm thuốc ngủ ra và đổ thuốc ngủ vào nước để cho thanh niên rùa ngáo uống thuốc ngủ này thì thanh niên rùa ngáo sẽ ngủ say hơn á, thì mình sẽ dễ tròn hơn. Đây là một viên thuốc ngủ, một viên là đủ rồi các bạn ạ. Không cần nhiều. Đây mình sẽ dằm nhỏ ra để mình cho vào mấy lon nước ngọt. Đây mình sẽ đổ thuốc ngủ vào nhá. Đấy, nắp lại. Còn đấy mình sẽ lắc đều lên. Đấy, để cho thuốc ngủ nó tan ra trong nước ngọt đó các bạn. Tại vì cái thuốc ngủ này màu vàng, nước năm màu quanh này cũng màu vàng cho nên thanh niên rùa ngáo sẽ khó phát hiện hơn đó. Ok, lắc đều lên. Ok. Ok các bạn ơi, như vậy là bọn mình đã tới cái nhà hoang này rồi. Thì cái nhà hoang này hồi trước bọn mình có làm một cái clip cũng qua đêm ở đây và cái nhà hoang này là cũng có ma luôn các bạn. Thì hôm nay bọn mình sẽ quay trở lại đây và ngủ một đêm ở qua đây tiếp tục để xem thử có xảy ra hiện tượng gì nữa không. Ok các bạn ơi, như vậy bây giờ đang là 5 giờ chiều nhá. Thì 5 giờ chiều đây là tháng 5, anh em đã từng nghe câu ca dao đấy là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, có nghĩa là vào những ngày của tháng 5 á thì cái thời gian của ban ngày nó kéo rất chi là dài, thậm chí là 6 giờ, có những nơi 6 giờ, 6 rưỡi rồi nhưng mà vẫn sáng như kiểu là 4 rưỡi á. Thì bây giờ bọn mình sẽ ở bên trong cái nhà hoang này đợi đến tối hoặc là ăn uống xong rồi sẽ ngủ qua đêm ở đây, tới sáng ngày mai là bọn mình sẽ xong thử thách. Sao? Thì trước khi thực hiện qua đêm ở cái nhà hoang có ma này thì thanh niên rùa ngáo có sợ thì có thể đi về đi. Sao? Sợ được, không thấy tôi nằm đấy giờ đấy có sợ gì? Rồi, như vậy là thanh niên rùa ngáo không sợ. Được rồi, thế bây giờ quay ra hỏi Tuân Trẻ Châu có sợ thì có thể bỏ cuộc đi về và đưa cho rùa ngáo để tê quý 7 500.000. Không bao giờ. Không bao giờ đi về đâu, đi về là tốn 1 triệu. Thanh niên Tuân Trẻ Châu rất cứng, thanh niên rùa ngáo cũng rất cứng. Bây giờ đang là ban ngày thì không sợ vậy thôi, chứ khi màn đêm buông xuống thử xem có sợ không? Không bao giờ. Ok, bây giờ mình sẽ đưa anh em đi nhìn một vòng cái nhà hoang này nhá. Thì cái nhà hoang này là cái nhà không có người ở. Thì một năm nay rồi mình chả thấy ai người ta ở đây cả. Người ta xây đây người ta bỏ ở đây, hay là kiểu người ta xây đây người ta bỏ ở đây xong rồi ma cỏ nó vào nó ở kiểu vậy á. Mình chả biết, mà hồi lâu mình có làm clip ở đây một lần rồi à, hình như là cũng gặp một cái bóng trắng một lần rồi, không biết có phải là ma thật hay không. Ok, ngày hôm nay bọn mình sẽ quay trở lại đây. Đấy, cái nhà hoang này thì nó cũng nhỏ thôi,
nhưng mà nó chả có đồ đạc gì ở trong đây, nhìn nó kiểu là nhìn không gian nó lạnh lẽo lắm, nhìn sợ lắm. Nhưng mà các bạn ở đây các bạn nhìn tận mắt đó, các bạn cảm thấy cái nhà hoang này kiểu như khi các bạn vào thì sẽ có cảm giác nổi da gà và giận kiểu giận tóc gáy lên đó. Ok bạn ơi, thì bọn mình đã chuẩn bị một ít đồ ăn và nước uống để ăn trong buổi tối và ngủ qua đêm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ giả bộ ăn xong, mình sẽ cho thằng rùa ngáo nó uống cái chai number one mà mình đã chuẩn bị thuốc ngủ sẵn ở trong đây rồi. Đấy, để cho nó khi nó uống vào thì nó ngủ say á các bạn. Thì mình và Tuân và Châu sẽ dễ tròn hơn. Sao, ok không? Ok. Sao, anh đi ăn tối không nè? Ăn tối uống nước không? Uống nước gì? Number one đi. Number one là số 1 đi. Ok, rồi. Nước là uống mỗi thằng một lon nhá. Đây, thức uống number one đúng không? Number one đấy. Tao đang uống nước này. Rồi, mình uống nước cam các bạn ạ. Đây, đi pin đây, ăn tối đi. Đấy. Thì mặc dù trời chưa tối nhưng mà bây giờ là 6 giờ tối rồi các bạn, thì bọn mình sẽ bắt đầu ăn tối luôn. Ăn bằng bim bim thôi chứ chả có cái gì đặc biệt cả. Đây thì sau cái đám bạch đằng thì ở bên trong có một cái nghĩa địa. Bây giờ tao với mày bỏ sư phụ rùa ngáo xuống dưới đó đi. Ok ok, đây thằng Nhân, thằng Nhân đang ngủ say lắm. Mình cho nó uống thuốc ngủ bây giờ nó ngủ say quá. Ok bạn ơi, như vậy bây giờ đang là 12 rưỡi đêm rồi nhá. Thì thanh niên rùa bị mình và Tuân Trẻ Châu cho uống thuốc ngủ nên bây giờ ngủ vẫn say. Đây anh em có thể thấy là cái không gian mà giữa 12 giờ đêm của mình chỉ còn đèn đường thôi, chả còn ai hết. Thì sau cái vườn cây bạch đằng đây này là có một cái khu mộ, một khu nghĩa trang mà mình sẽ bỏ thằng rùa ngáo ở đây đấy, để mình cho nó để xem thử độ dạng gần sáng khi ngủ dậy á, thì nó phát hiện nó nằm gần cái nghĩa trang thì nó sẽ phản ứng như thế nào nhá. Ok ok, đây mình sẽ cho anh em xem thằng rùa ngáo nó ngủ say với cả trưởng ta. Đây rùa ơi ngủ dậy quá. Ok, Tuân Trẻ Châu cầm quay để tao bê rùa ngáo tao bỏ qua bên kia để tròn nó. Chà, nó ngủ say thế. Đủ men nặng. Ok các bạn ơi, như vậy bây giờ đang là 1:08 sáng nhá. Thì anh em có thể thấy đấy là thanh niên rùa ngáo mình đang tròn nằm ở lề đường cạnh nghĩa trang. Thì bây giờ mình và Tuân Trẻ Châu sẽ ngồi xuống dưới đây. Đó, Tuân Trẻ Châu thấy cảm giác tròn rùa ngáo, tròn hù ma rùa ngáo này thấy vui không? Vui sướng lắm. Clip này bọn mình tròn rùa ngáo chỉ mang tính chất giải trí thôi nhá. Thì tuyệt đối các bạn không nên bắt chước theo mình và Tuân Trẻ Châu nhá. Ok, thì bây giờ mình và Tuân Trẻ Châu sẽ đợi rùa ngáo tỉnh dậy. Cho thằng rùa ngáo nó tỉnh dậy rồi kìa các bạn ơi. Này các bạn thấy không? Cái Tuân Trẻ Châu thấy chưa? Trốn xuống, nó thấy bây giờ. Trốn xuống. Đây nhá, đây để mình xem được thanh niên rùa ngáo sẽ phản ứng như thế nào các bạn ạ. Đang ở đâu vậy? Sao mình ở đây? Ôi, cái gì là nó thử vậy? Chú ơi! Ôi chú! Ôi chú! Ôi chú! Thanh niên yếu tim!
tưởng thế nào, tưởng tưởng bảo không sợ ma đồ, mới hù có vài đợt cơ bản nằm ngất xỉu rồi. Ôi tưởng chú thế nào rồi, nói là chú thế này à. Ok, như vậy là mình đã chọn giường áo thành công, bây giờ thanh niên đã sợ quá nằm xỉu mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa thanh niên này về nhà ngủ, chứ không thể để thanh niên giường áo ngủ qua đêm ở bên ngoài được các bạn. Ok, tuần cho cầm quay nào. Để bây giờ mình sẽ bế giường áo về nhà ngủ nha các bạn. Ê, rồi, dậy đi. Dậy đi. Đi dậy. Hôm qua như tao mơ được cái gì như kiểu gặp ma á. Gặp ma á hả? Tao mà làm gì mà sáng tao thấy mày ngất xỉu ở ngoài đường kìa, tao thấy sợ quá nên tao bế mày về đây á. Ngất xỉu à? Sao ờ, chứ tối qua có chuyện gì xảy ra với mày? Không biết, như kiểu hôm qua tao mơ tao gặp cái gì đó, sợ lắm. Gặp cái gì là gặp cái gì? Tao không nhớ đâu, như kiểu gặp ma á. Ma hả? Hôm qua từ là sáng nay này, tao với anh Tuân ngủ dậy là không thấy mày đâu, đi ra ngoài đường thì thấy mày nằm ở ngoài đường. Ờ, chắc có khi mày bị ma bắt đi rồi á. Sao thế, thế nào bảo không sợ ma mà sao bây giờ cũng sợ dữ vậy? Đừng chú thế nào. Thế sự tình tối hôm qua mày xảy ra chuyện gì kể lại nghe thử nào. Hôm qua là như tao đang cảm giác tao đang nằm dậy, tao tỉnh dậy, tao đang nằm một cái khu nào đó như kiểu nghĩa địa. Nghĩa địa. Ôi sợ thế. Tao đi một đoạn, tao thấy một cái ông gì đó, tao thấy một cái người ở trong cái góc, tao bảo sao khu này lại có người, tao ra tao sờ vai. Thế là ôi thế là ông đấy là ma luôn. Thế là tao chạy, tao cắm đầu tao chạy. Nhưng mà ông đấy là ma luôn hả? Chắc vậy, nhìn sợ lắm. Sợ lắm hả? Nhìn mặt trắng bệt không? Mặt trắng bệt không? Có hả? Mắt lòi ra. Mắt lòi ra, răng thì gừ gì ghê quá. Thế mà thế mà hôm qua làm ngủ ở trong nhà hoang thì bảo không sợ ma. Ma tuổi gì ma gặp mày còn thấy sợ, bây giờ có vẻ sợ vậy. Có chưa gặp ma bao giờ. Bây giờ gặp lần rồi nó khác lắm. Nó đáng sợ lắm. Thôi ma cỏ đi ông ơi. Tối qua tôi với Tuân tròn ông đấy, tưởng ông thế nào hết rồi. Ông thấy thế nào sợ ma. Ok các bạn ạ, như vậy là mình đã tròn giường áo thành công rồi nhá. Như vậy là thanh niên giường áo là thực ra là một thanh niên rất chi là sợ ma, nhưng mà chỉ là cái mồm thôi. Cái clip này mình làm với mục đích giải trí thôi nhá. Các bạn tuyệt đối không nên bắt chước theo bọn mình nhá. Bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn, về hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.